Sẽ thi đấu thứ ba. Liệu ai sẽ mang về set thắng cho đội của mình đây? Đội trưởng của SY Baza sẽ là người đề bài trước. À bằng chính xác. Hai điểm đầu tiên cho Hoa Đắc Huy. Nó mở ra một hình bi A tiếp theo. Một hình bi mà Hoàng Đắc Huy đang hướng đến hình A, à, hai cái dài một cái ngắn. Ôi có điểm số nhưng đó là điểm số may mắn của Hoàng Đắc Huy. Ôi nó ra cúp băng ngắn lên luôn kìa. Hai cái bằng liên tiếp mang về 4 điểm số cho đội trưởng của SY Baza. Và xử lý bằng thứ ba thì không thành công để mang về điểm số cho Hoa Đốc Huy. Chúng ta đến với lượt cờ đầu tiên của Cho Ra Hồ. Ôi, một pha xử lý hay của đội trưởng bên phía Green. Một pha xử lý nằm bằng chính xác của Cho Ra Hồ. Và bằng gãy thành công. Đốc Huy đã có hai cua băng thành công liên tiếp để mang về 4 điểm lật cờ đầu tiên. Và Cho Ra Hồ cũng đã có 3 điểm số ở lật cờ đầu tiên rồi. Một set thi đấu đáng xem của hai người đội trưởng bên phía hai đội. Hình bí tiếp theo đang là không hề dễ với Cho Ra Hồ. Không thành công rồi.
Vì vừa rồi A Bang của Hoa Đắc Huy nhưng không thành công. Ôi chạm trái hay thế, nhưng không có điểm số cho chơi giao hồ. Hai trái bì đều sát băng. Không có điểm cho chơi giao hồ. Nhìn chúng ta thấy rằng cái lực của chơi giao hồ là tốt đến nhường nào, cũng không hề có một thành bì dễ dàng cho Hoa Đắc Huy. Nhưng đó là một pha xử lý quá hay. Ôi, một pha xử lý quá đẹp mắt của Hoa Đắc Huy. Lăng cái góc bì kìa. Trời ơi, cái quỹ đạo đi của trái bì nó đẹp quá đẹp luôn anh em ơi. Một điểm số quá đẹp mắt của Hoa Đắc Huy. Vâng, đó là điểm số thứ hai. Thêm một thành bi mà trái bi đỏ nằm sát với băng dài nữa. Sẽ là một hình bi khó khăn cho Hoa Đắc Huy. Quá chính xác. Hoa Đắc Huy đang cực kỳ chính xác trong những pha xử lý. Anh bình tĩnh và cực kỳ kỹ trong các pha xử lý của mình, cho dù những hành vi đó là không hề dễ. Lần này thì dư một chút nữa. Là một hành vi có thể múa hai điểm số cho Gia Hồ. Liệu cho Gia Hồ có tận dụng được hành vi này không đây? Đó là pha băng thành công. Hai điểm dành cho Gia Hồ. Vì tiếp theo lại không dễ nữa dành cho Gia Hô rồi. Ôi, nhưng mà cho Gia Hô xử lý hay quá hay. Lý cái vì không thể nào chính xác hơn. Chạm trái Kaze. Và cúp đảo tiếp theo thì bị dư mất rồi.
Không có điểm số tiếp theo cho Cha Gia Hồ. Và lợi thế về điểm số ở set thi đấu thứ ba vẫn đang thuộc về Hoa Đốc Hy. Ôi hình bi này Hoa Đốc Hy A luôn à. A chạm đỏ nào. Ôi hay thế. Quá bén cho đội trưởng của SY Baza. Và xử lý bằng thành công của Hoa Đốc Hy. Có hình là A, có hình là A. Và A là chúng lấy hai điểm quá hay. Số thứ ba cho Hoa Đốc Huy rồi. Trò chơi không quá nhanh nhưng cực kỳ hiệu quả và chính xác đến từ Hoa Đốc Huy. Ôi bị đá. Pha xử lý cú lê bị đá của Hoa Đắc Huy. Set thi đấu thứ ba mới 4 lượt cơ thôi nhưng đã có 10 điểm cho Hoa Đắc Huy và cho dù đang có 6 điểm rồi. Hay quá hay. Pha xử lý ba bằng ở góc hẹp thành công của cho Gia Hồ. Tại vì ra xử lý ba bằng kèm áp phê hay thế. Bị quá khó cho Gia Hồ. Nhưng mà trái trắng cũng nằm sát băng dài và bi đỏ thì đang nằm sát với băng ngắn. Vẫn đang là những cú đá cơ với độ chính xác cực kỳ cao đến từ Hoa Đắc Huy. Ngày mai thì SY Baza họ còn một trận đấu nữa với Phoenix. Greenforce họ còn một trận đấu nữa với Taiwan Winner. Hana họ còn một trận đấu nữa với Guri Won Wibi. Và Hone Legend họ còn một trận đấu với Laon. Vị trí thứ hai, thứ ba và thứ tư. Vẫn đang là cơ hội chia đều cho các đội. Đó là pha xử lý chính xác
Mang về 2 điểm số cho Gia Hồ. Cả hai đội trưởng của hai đội đang có những pha xử lý đá băng cực kỳ chính xác và hiệu quả, mang về điểm số thành công. Đá băng hay thế. Xử lý. Nắm băng tiếp theo thì không có điểm dành cho Gia Hồ. Ôi, đánh trái bi kìa. Đánh trái bi không thể chê vào đâu được. Ôi, hình bi hay thế. Ba điểm nữa thôi để Hoàng Đắc Huy kéo về được một set thắng qua đó rút ngắn tỷ số của trận đấu xuống nào. Tiếp tục là điểm số chính xác nữa dành cho đội trưởng của SY. Vì là không hề dễ dành cho Hoàng Đắc Huy. Chạm đỏ bao gãy thì góc đã có quá hẹp rồi. Liệu có đủ góc hay không đây? Vâng, thiếu rồi. Vì đó Hoàng Đắc Huy đã chạm mỏng hết cỡ rồi nhưng vẫn thiếu. Vì quá khó cho Hoàng Đắc Huy. Hai lối chơi là hoàn toàn trái ngược nhau khi mà Hoàng Đắc Huy đang chơi cực kỳ chậm rãi và chính xác, trong khi đó cho Gia Hồ là một lối chơi nhanh tốc hành. Họ gặp nhau và đến thời điểm này thì điểm số đang là 13-9 nghiêng về Hoàng Đắc Huy. Pha xử lý không có điểm số của cho Gia Hồ. Lợi thế về điểm số đang thuộc về đội trưởng của SY. Xuống thêm một xíu nữa nào, xuống thêm. Lực là không đủ để có điểm số cho Hoa Đắc Huy. Để lại hình bi múa 2 điểm số cho Gia Hồ nào.
Một pha sổ bằng thiếu lực. Điểm chúng sẽ nằm ở băng ngắn. Điểm chúng sẽ nằm ở băng ngắn nào. Đá băng chính xác và hai điểm cho Gia Hồ. Ngày hôm nay thì những pha xử lý đá băng của cả hai đội trưởng đều cực kỳ chính xác. Này có thể chạm trắng hai dài một ngắn nào. Không có điểm số tiếp theo cho dâu. Ôi cái đó chạm vào băng ngắn mà thiếu kìa. Hình này mà trúng thì ngon luôn rồi. Quá đáng tiếc cho dâu. Một pha header chạm vàng. Nếu trúng thì set thi đấu sẽ kết thúc. Ôi thiếu rồi. Quá đáng tiếc cho Hoàng Đắc Huy. Ôi BD chạm trái vàng. Thế mà thiếu kìa. Sự là quá đáng tiếc cho Hà Đông thì các bạn ơi. Vâng, và điểm số chính xác cho Gia Hồ. Nếu như là một set thắng dành cho Gia Hồ thì thực sự là quá đáng tiếc cho Hoàng Đắc Huy. Khi mà anh đã chơi trận đấu này quá hay. Đó là A Băng thành công. Và xử lý A Băng thành công của Cho Gia Hồ và điểm set point ở set thi đấu thứ ba dành cho anh. Chúng ta vừa xem lại pha xử lý Bader không thành công của Hoàng Đắc Huy. Điểm set point không thành công của Cho Gia Hồ. Còn hai, còn một nào. À bằng thành công và ra một hình bi quá xui cho Gia Hồ. Anh đã không có điểm set point thành công. Tiếp tục là một hình bi bị đá của Hoàng Đông Huy. Kasubi cho đội trưởng của SY. Vâng, cuối cùng thì đã có điểm set point thành công cho Gia Hồ. Một set thắng lật ngược của đội trưởng bên phía Green. Đáng tiếc cho Hoa Đốc thì PS quay bắt ra. Một set thi đấu có thể nói là hay của Hoa Đốc Hy, nhưng cho Gia Hồ mới là người giành chiến thắng.